Trấn Thành phấn khởi báo tin vui, đồng nghiệp và khán giả trầm trồ gửi lời chúc mừng. Trưa ngày 31 tháng 5, Trấn Thành gây chú ý khi chia sẻ tin vui mới nhận được từ nước Mỹ. Theo đó, bộ phim điện ảnh Bố Già sau khi khởi chiếu tại nước bạn đã nhận về nhiều lời khen ngợi của truyền thông. Một trong những tờ báo uy tín hàng đầu về điện ảnh Hoa Kỳ đăng bài ngợi ca sản phẩm này, chất lượng lẫn thành tích Bố Già đạt được đều rất đáng ngưỡng mộ. Thật hạnh phúc quý vị ơi, em xin cảm tạ toàn thể khán giả người Việt tại Hoa Kỳ đã yêu thương em và mang đến cho Bố Già những điều thật kỳ diệu. Trấn Thành chia sẻ. Một tờ báo của nước Mỹ đưa tin, phim điện ảnh Bố Già của Việt Nam tỏa sáng tại phòng vé, thu về hơn 350.000 USD chỉ nhờ các suất chiếu cuối tuần. Ước tính Bố Già đem về khoảng 350-380.000 USD ở 20 rạp phim khác nhau. Các hãng truyền thông cho biết, cộng đồng người Việt tại phía Nam California đã góp công lớn để giúp Bố Già đoạt doanh thu như vậy. Và nếu sức hút của bộ phim vẫn vẹn nguyên như vậy, thì Bố Già hoàn toàn có khả năng thắng lớn chỉ sau 4 ngày cuối tuần tại Mỹ, với doanh thu dự báo khoảng 15-20.000 USD mỗi phòng vé. Phía dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp khán giả gửi lời chúc mừng đến Trấn Thành. Tất cả đều đánh giá đây là thành công lớn, xứng đáng với những gì nam MC cùng ekip bỏ ra. Ông xã Harry Won đã rất tâm huyết, làm việc cật lực để mang đến một sản phẩm điện ảnh chất lượng cho người xem. Bố Già là bộ phim với dấu ấn rõ nét của Trấn Thành. Ông xã Harry Won tham gia với vai trò đồng đạo diễn, biên kịch, đóng chính. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phim mãi đến 12 tháng 3 mới có thể ra rạp, xác lập nhiều kỷ lục phòng vé. Doanh thu của Bố Già hiện tại đã đạt hơn 400 tỷ đồng, là phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại nước ta. Giới chuyên môn trong nước lẫn khán giả Việt dành nhiều lời khen ngợi cho Bố Già. Nhờ đứa con cưng này, Trấn Thành khẳng định thêm được tài năng của mình. Ông xã Harry Won trở thành cái tên phủ sóng hầu khắp các trang mạng xã hội liên tiếp trong thời gian dài.